Rồi nhờ. Về về. Ôi ôi đọc quá. Nà, mời bác nghỉ chân ăn thêm miếng sữa chua nha. Rồi, bác phi tiếp đi. Xin mời. Nhâm nhâm nhâm. Sợ cam phá về. Cắt cỏ bồ bồ đề. Cho ngựa cam ăn. Ôi giời. Đọc nè, miếng ngựa nhá. À, con vỗ ngựa nào. Vỗ ngựa thế nào nhỉ? À. Nào, con vỗ ngựa đi nào. Nhưng ui ui rồi ui rồi ui rồi hằng cái ngựa này thì phải phi nước đại rồi. Gà 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 ui rồi ui rồi giỏi quá giỏi quá nào. Nào thế nào em ăn người ngựa nào mẹ tính ra sẽ chua rồi nào nào. Hết một cơm rồi ạ. Vâng ạ, vẫn đang liếm mép thèm. Em ăn cơm.